tình. Ở trên làng mình lửa sông trong hào hứng. Hôm nay có anh trai làng đón cô dâu về trọn tình phu thê. Người khen người ngó người mê, trai tài gái sắc đẹp tình lứa đôi. Hôm nay xóm mình đông vui, bìa thư ao mới cập kê đi mừng vui. Hôm nay có đôi mẹ hiền nắm tay dịu dàng với hai cha già quý. Dù quỳ pháo hoa rộn ràng, múa lân sập sình nhạc tình ngày xuân. Này cô Tư, anh Tám làng trên, sao cô để ảnh đợi mình quá lâu. Hôm nay chúng mình gặp nhau, tình làng nghĩa xóm họ hàng ta hết ly. Là vui ta vẫn lễ trầu cao, đeo nhẫn cưới cùng nhau, ta kết duyên bền lâu. Là vui đôi ta cưới đầu xuân, không những có bìa thư thêm cái bao lì xì. Nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bồng bề cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Đầu xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì. Nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bồn bề cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn đừng rầu đừng lo, có em đây mà em hiền, ba em khó anh có chi lo.
But when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Yeah, she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. Thưa quý vị học Hoa Nhà Trái, hôm nay Hoa Nhà Trái đến đây để cử hành hôn lễ cho hai cháu, cũng như là cái cử hành lễ rước dâu. Thì đầu tiên tôi xin được phép trình tấn lễ. Lễ vật nhà trai mang theo gồm có một khay diệt và một khay từ đường, một mâm trầu cao kèm theo cặp du lễ và một đôi hầm đá. Và phần thẩm vật thì gồm có 6 mâm, mâm rượu, mâm trà, 2 mâm bánh và 2 mâm trái cây. Kính thỉnh ông đại diện trực tộc Hoa Nhà Trái vui lòng nhận cho. Dạ, kính thưa các bác chị, hôm nay vào ngày 9 tháng Chạp âm lịch của năm Quý Mão, được khai họ kết đoàn tham gia dựng lên lễ này. Lễ này là lễ thứ 6, lễ thứ 6 là thân nín, nay thân nín là dự giữa cái đường hai họ đủ đầy. Bên Nam Hồ có mang lễ vật sang đây, tôi nhân danh là dự nhà gái xin yêu lên các lễ vật và trai đem đến cho quý vị tòa tòa mình lý.
trong phòng lễ gia vật nói chung còn có bộ khai diệt, bộ khai từ đường, đôi hồng lan, bắt đầu và có hai chai rượu, còn bằng phẩm vật thì có 6 mâm, trong đó gồm có rượu và bánh dân dân và dân dân. Đây tôi cũng xin thay mặt anh hội và gái để nhận các lễ vật và chai năm lớn và xin được lấy câu phần lên cúng tổ tôi. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Anh Hùng và bà Dương Tiên Hoàng có định một lễ vô quy cho con là Nguyễn Hoàng Thanh Hương. Và hôm lễ được cử hành tại Tư Gia của ông Hùng và bà Hoàng vào lúc 6:30 của ngày 9 tháng Chạp âm lịch của năm Quý Mão. Và kính thưa đồng gia tộc, cho tới nay được tạm thời thay mặt gia đình để làm đại diện của buổi lễ của ngày nay. Và cũng chỉ thưa cùng quý vị, trong hòa quân sự cũng sao tránh được điều sơ sót. Nếu tôi sơ sót điều chi, xin cũng thương tình bỏ qua cho, thành thật quyết tâm. Và buổi lễ nay nội dung gồm có các phần như sau. Phần thứ nhất là hai đôi thông gia thượng lăng, thượng lăng thứ hai lập xong bái đường, thứ ba lại bập tương lọ, thứ năm lại thông độc. Và kèm theo đó là thứ sáu thì dỗ mặt trầu. Và đây cũng đã đến giờ lễ xin tân trọng kính mời quý vị trả một giờ phút im lặng để chúc cuộc lễ nước tân cho phần long trọng. Và phần lễ cũng được bắt đầu. Phần lễ thứ nhất là hai đôi thông gia thượng hương lăng và xin tân trọng kính mời hai thông gia. Minh nay hai họ cúi đầu kính cẩn nguyện đăng khẩn giới của quyền cầu trai con được kết đối tơ duyên đặng vĩnh cửu thọ miền an lạc độ con cháu khương linh phát đạt sống trăm năm như bắp nước đầy nguyện của quyền tướng chiếu hôm nay ông được lấy ngàn ngày ghi nhớ xong mà tôi ra sao rồi thôi không đăng luôn. So was just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. Mẹ nuôi con mấy năm bây giờ nhau, con suốt đời luôn. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Như đã hứa thì hôm nay họ nhà trai chúng tôi trước là đến cử hành lễ rước dâu, kế nữa thì mẹ chồng có tặng thêm cho một cô dâu một số nữ trang, thì tôi xin trình cái nữ trang mẹ chồng mang đến đây. Thứ nhất là
chín ngày trước đi, chín lượng vàng TNT vàng 49 nghe không? SG. Vàng gì cũng được, miếng vàng được rồi. Cái nữa là chiếc tiền cổ của cháu tặng cho cháu, hai chiếc tiền tay gồm vàng 24 6 chỉ, một chiếc nhẫn tròn, có nhẫn tròn được rồi. Ha. Rồi kế nữa là cặp nhẫn cuốn. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it at this point, we got that con your chung đời. Yêu anh ước muốn bây giờ ngày đây rồi. Dù chót trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để có. Till the day I die, I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Rồi hôn tay vợ luôn chứ vậy ơi. Hãy nói khó xin nước mắt và hết đi những dối bời. Khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I will make up in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting. I'm waiting to make that vow that I'll be by your side. Và kính thưa cô bác anh chị, như phần kế tiếp là giải cấp anh chị giờ thôi, thấy như phần anh chị của cha mẹ thì đêm mong cũng có trận luôn rồi. Thôi giờ thời giờ có hạn, thôi giờ tới phần đó đi. Bây giờ trở lại là tiếp theo là cho Vinh mượn cha mẹ hai con. Nếu như đẩy cái đồ rồi, biết chút. Rồi luôn anh nhà gái chụp cho. Anh chị nói. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai,
là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lòng. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều cảm giác... Thanh Hương và Quý Bình đã hoàn tất của bên họ nhà gái, thì tôi xin thay mặt họ nhà trai trước là xin điều chỉnh lễ tiếu và trước khi tiếu đời cũng thay mặt bà Nam Tiểu Hôn kính tịnh họ nhà gái trước là đưa cô dâu về chồng hưởng hạnh phúc, kế nữa là mời quý tộc họ nhà gái dự buổi tiệc thân mật với họ nhà trai tại tư gia của ông bà Nam Tiểu Hôn ngày xin kính tịnh. Dạ, xin chào các bạn. Dạ, kính thưa các bạn. Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Trong anh bây giờ có lẽ hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều cảm giác trong anh bây giờ là ngày 19 tháng 1 năm 2024.
nhằm ngày mùng 9 tháng chạp năm Quý Mão tại tư gia của ông bà Nam Châu Hôn. Sau khi hoàn tất cái cứ dâu bên họ nhà gái thì chúng ta cùng hội tụ tại tư gia của ông bà Nam Châu Hôn để cử hành hôn lễ cho hai cháu Quy Bình và Tính Hương. Thì tôi xin được phép chủ trì hôn lễ của hai cháu trong ngày mai. Thì hôn lễ hai cháu gồm các phần sau. Thứ nhất là ông bà Nam Nữ Châu Hôn cử hành lễ tự năng mới được. Đại diện mọi người ấy có đủ không? Có được, cứ nói đi, nói đi. Thì như vậy thì kế nữa là hai cháu Tư Bình và Thanh Hương lễ bái gia tiên của nhà trai. Còn phần cuối cùng hai cháu lễ bái ông bà cha mẹ của bác cái tiền của họ nhà trai. Thì nội dung hôn lễ cho hai cháu như thế. Tôi xin trình bày như vậy. Đầu tiên xin được phép mời bà Nam Nữ Châu Hôn. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc không còn nước mắt đem về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Sợ mất nhau, xin hãy tự vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Ông nội đã mất cả mấy năm nay nhưng mà trước khi mất ấy, ông nội có cái di chúc để lại, tức là di chúc miệng nói là khi cháu Quy Bình cưới vợ thì ông nội sẽ tặng cho cháu cái cây vàng, cây vàng 24 rồi. Rồi mẹ đứng kế cô dâu chú rể luôn mẹ. Mẹ đứng kế dâu rể con cái, mẹ cầm vào món quà giùm con cái nha. Mẹ đứng kế. Dạ đại diện như nha. Rồi mẹ cầm những món quà giúp con cái nha mẹ. Nhìn đây giùm con luôn nè, thẳng luôn lên nè. Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai
dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi. Nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể lình tình. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông gia. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn lên tiếng gọi mình ơi. Nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên rồi Gốm ơi, Gốm nhìn thấy con nè. Giờ má trên con. Rồi tôi nhìn con một tí nha. Anh Bình ơi, 1, 2, 3. Dạ rồi ạ. Gốm uống đi Gốm. Uống luôn á, chút rồi. Cô bước hết một đi. Thôi đứng, thôi đứng. Cô đại diện cho cô Năm. Cô Năm gửi 100. Cảm ơn cô Năm. Cô Năm gửi 100 đô á. Cô Lon 500. 500 đô á gì? 200 đô. Đô quá. Cô Mỹ là cô Di 500. 500 đô. Cô Thi 500. 500 đô. Bà Sáu, bạn của bà nội 100. Chúc hai con dành năm hạnh phúc. Cô Thi đứng lên chụp hình cái gì vậy? Anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Sắc bên đến khi bạc đôi à, duyên tơ hồng. Bên em vượt qua đến mai này
chia xa nhé. Cảm ơn ba mẹ chồng của con ở xa sắp xếp bỏ thời gian về để tổ chức đám cưới cho vợ chồng con. Con cảm ơn ba mẹ của con đã tổ chức cho con và đưa con về vợ chồng. Con cảm ơn ông, con cảm ơn bà nội chồng của con không quản đường xa từ tỉnh về để tham dự lễ cưới của con, cũng như là cảm ơn mấy dì, mấy cô, mấy chú, mấy nội ngoại hai bên đã cùng sắp xếp thời gian để chúc phúc cho tụi con. Tụi con cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Tiếng cười trên môi ấm áp như mặt trời tan đi bao giá băng. Ánh mắt em như xua màn đêm đưa anh đi qua bao đau thương, nắm tay anh đi cùng. Sau khi hai cháu cái bạn mất thì tiền đã hoàn đã xong thì cái hôn lễ của hai cháu Bình và Thanh Hương đã hoàn tất. Thì tôi cũng xin thay mặt ông bà Nam Du Hôn kính thỉnh họ nhà gái cho vì lãnh của công viên thì chúng ta thì đã tới nhà mà đi phương Nam ở thành phố Tây Bắc để dự buổi tiệc thay mặt với gia đình ông bà Nam Du Hôn kính thỉnh họ nhà gái và kính thỉnh. Nguyện một đời yêu em
trên con đường ngày mai dấu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng ngón tay gầy tóc bạc màu không bao giờ chia xa. Mọi chuyện để anh lo, yêu em và bên em thôi, cứ ôm anh như thế. Tháng năm dài hay kề vai anh, ta đi trên con đường ngày mai dấu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng ngón tay gầy tóc bạc màu không bao giờ chia xa. Bạn bè của em bé Mỹ, Minh Huy, Minh Cao, Thảo Nhi, Bất Tỉnh, Bất Tỏ, Thảo Nhi, Diệu, Trinh Mai. Bạn bè cho ba má. Ủa con nữa. Con là Linh, nhưng ba má gọi cái lại. Con đào cái đám cưới. Rồi tới đi một lòng cái gì cái này đến bây giờ thắp xuống, thắp xuống, thắp xuống chứ rồi. Ok. Em chiều một cái. Em chiều mấy đứa em mới trên con đường ngày mai dấu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng ngón tay gầy tóc bạc màu không bao giờ chia xa. Ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai theo anh về Vĩnh Y. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm. Vì thương em nên anh mới nghe lời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài. Về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Bây giờ mình ta...
con trai xứ biển, em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước, cưới vợ không phải ai muốn cũng được, ông nào có phước ông đó đi chứ. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú quân ta nhã là trồng thảo dừa, để em dưỡng ngang phải gọi là mướp mê lên mê lên. Có một vết xưa bà áo bà ba trong đó lướt thước dáng đi thành thoát tay cầm chiếc lư, bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ba anh thích nghe nhạc tiền chiến, còn má của em có hàng bán xôi, lúc rảnh rỗi đi chùa Châu Đốc lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời, nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha, chiều chở em đi mua cà rá ngân nga cầu hát. Thank you.
cưới rồi nha. Hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà ngang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cột dây ta xuyên hai đứa thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ nôn cùng anh. Hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao. Cột dây ta xuyên hai đứa thương quán chạy. Em đã đem lòng yêu lấy anh lỡ chàng ơi. Lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Cưới như ngày hội, bò dê heo quay gà dầm hội, 500 mâm bạn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi, xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ, nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ, bóng kiên vàng bạc, nạn cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ, cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bí ẩn kìa. Đó. Dạ, xin đại diện cho bí ẩn. Dạ, con là Linh, con gái của ba mình má Hương. Con xin đại diện cho các anh chị, bạn bè của ba má Hương Mỹ. Xin chúc ba má là sớm sinh được em đứa cuối đường trong năm hạnh phúc. Đây là có nhân vật quan trọng không? Xin được gửi trả Huy Bình và Thanh Lương trở về vòng tay thân yêu của Quang Vinh Thái Họ. Break up, that's cool.
Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than the Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Xuân ba lá, lối xóm qua chung niềm vui, hai đứa mình đẹp mối duyên hồng.
bằng lòng đi em. Những trai làng anh không tự hào qua, nhất gái quê em khoe cá tô nhà, tròn đôi tóm nàng là bông lười trắng, tròn đôi chân chàng mô đen rất là, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất cái làng trong con em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lấy rai, trai giết bò dê còn gái giết lợn gà.
quê rước má lên liền. Ngày mai đám cưới ai rước dâu bằng xuồng ba lá, lối xóm qua chung niềm vui hay đưa mình đẹp mối duyên. Đứng tay thì anh cũng cứng hái, cưới anh chắc chắn là có lãi, lời được cũng khoai quá.